Cảnh báo, cảnh báo! Ở đây chúng tôi cho không iPhone 14 Pro Max và SH150i siêu khủng. Không tin hả? Nhớ xem hết video. Hiện tại Thảo Luân Home đang có một chương trình ưu đãi siêu hấp dẫn cho quý khách hàng thiết kế và xây dựng nhà ở từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2022. Giảm giá chi phí thiết kế từ 150.000 đồng còn 119.000 đồng trên một mét vuông. Miễn phí 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói. Chiết khấu từ 3 đến 8% tổng giá trị công trình khi ký hợp đồng thi công trước 3 tháng. Ngoài ra, khách hàng còn được nhận các phần quà tặng nhà giá trị như máy lọc không khí, máy hút mùi, bình lọc nước nóng lạnh, tủ lạnh, máy lạnh, bếp điện từ, máy nước nóng năng lượng mặt trời. Đặc biệt, với giá trị hợp đồng trên 5 tỷ, quý khách hàng sẽ được nhận ngay một chiếc iPhone 14 Pro Max. Hợp đồng 10 tỷ trở lên, sở hữu ngay một chiếc SH150i siêu khủng. Và để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi, quý khách hàng có thể liên hệ ngay với số hotline của Thảo Luân Home để được đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình. Quý vị đang sở hữu khu đất rộng đại và có dự định xây kiểu nhà vườn đẹp, thông thoáng, tiện nghi và phù hợp điều kiện kinh tế, sao phải cứ lo lắng, trì hoãn vì chưa tìm được mẫu thiết kế phù hợp cùng đơn vị thi công chuyên nghiệp? Xây nhà có khó, mọi việc cứ để Thảo Luân Home lo. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp của Thảo Luân Home. Quý vị thân mến, bước vào thời điểm rộn ràng xây dựng, mỗi ngày Thảo Luân Home nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc cũng như thông tin liên hệ của hàng trăm khách hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc với mục tiêu sở hữu tổ ấm ưng ý cho gia đình. Trong chuyên mục giới thiệu những mẫu nhà đẹp ngày hôm nay, Thảo Luân Home sẽ tiếp tục chia sẻ đến toàn thể quý vị thêm một gợi ý biệt thự vườn mái Nhật do Thảo Luân Home thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình anh Châu ở Đồng Nai. Hãy cùng Thảo Luân Home khám phá ngay sau đây nha. Mặc dù đã tìm kiếm và tham khảo rất nhiều mẫu kiến trúc cùng đơn vị thi công, nhưng chưa có nơi nào làm cho gia đình anh Châu hài lòng cả. Đối với anh và gia đình, nhà mang ý nghĩa vô cùng to lớn và là tài sản vô giá, nên một khi đã đầu tư thì phải thật hoàn hảo. Và đó cũng là cơ duyên anh Châu tìm đến và hợp tác cùng Thảo Luân Home, đơn vị uy tín, chất lượng hàng đầu về thiết kế và thi công trọn gói trên toàn quốc. Anh Châu tìm đến Thảo Luân Home với khoảng thời gian gấp rút, chỉ vỏn vẹn hơn 10 ngày nữa là khởi công. Tuy thời gian có phần hạn hẹp nhưng không có gì có thể làm khó được Thảo Luân Home. Các kiến trúc sư, kỹ sư của Thảo Luân Home đã vô cùng xuất sắc trong việc nắm bắt được nhu cầu, sở thích của gia chủ và hiện thực hóa mong muốn chỉ trong 7 ngày. Và thành quả thì Thảo Luân Home nhận được chính là cái gật đầu và nụ cười rạng rỡ của gia chủ. Với diện tích đất hơn 600m², biệt thự mái Nhật của gia đình anh Châu được xây dựng vô cùng thông thoáng giữa không gian sân vườn rộng rãi. Đặc biệt, đối với mong muốn sở hữu biệt thự tiện nghi nhưng đừng quá rườm rà, chói mắt của gia chủ, đội ngũ Thảo Luân Home đã thiết kế biệt thự vườn với vẻ đẹp vô cùng tinh giản. Có thể khẳng định rằng, mẫu biệt thự này khiến bất kỳ ai có dịp nhìn ngắm cũng phải trầm trồ khen ngợi và ao ước sở hữu. Khoác trên mình sắc trắng tinh tế kết hợp với màu xanh của ngói, tạo cảm giác bình an và dễ chịu. Xung quanh nhà được thiết kế phủ xanh với khu vực trồng cây tiểu cảnh, bồn hoa và thảm cỏ tự nhiên. Khoảng sân vườn được lát gạch chống trượt với màu sắc trung tính, nhã nhặn càng tôn lên vẻ đẹp sinh động của ngôi nhà. Với cách thiết kế như vậy vừa đảm bảo sức khỏe, vừa tạo không gian thư giãn, vui chơi lý tưởng cho mọi thành viên trong gia đình. Toàn bộ ngôi nhà sử dụng hệ cửa nhôm kính sinh pha, giúp tận dụng tối đa view sân vườn tự nhiên. Ở hệ cột, sảnh và tam cấp được các kiến trúc sư Thảo Luân Home thiết kế ốp đá, đảm bảo sự thuận tiện khi đi lại, cũng như giúp quá trình vệ sinh dễ dàng hơn. Không chỉ chú trọng thiết kế mặt tiền, ở chân tường biệt thự vườn còn được ốp đá trẻ, mang đến giá trị thẩm mỹ cao, vừa đảm bảo độ bền chắc cho công trình được dài lâu hơn. Ngoại thất biệt thự với vẻ đẹp giản dị, đơn sơ nhưng khiến gia chủ phải say mê đến thế. Vậy còn công năng sử dụng sẽ được bố trí như thế nào? Căn biệt thự được xây dựng với tổng diện tích hơn 180m², với đầy đủ không gian sinh hoạt và thư giãn lý tưởng, gồm có một phòng khách, một phòng thờ, một phòng bếp ăn, một sảnh tiểu cảnh, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Bước vào nhà, không gian đầu tiên là sảnh chờ và phòng khách được thiết kế thoáng mát, liên thông với các khu vực khác như sảnh tiểu cảnh thư giãn, phòng thờ và bếp ăn. Diện tích phòng khách và sảnh chờ lên đến 49m² với đầy đủ nội thất bằng gỗ tự nhiên cao cấp. Phía bên trái là phòng thờ được thiết kế rộng hơn 15m². Đây là khu vực thờ cúng linh thiêng nhằm bày tỏ lòng thành kính của gia chủ, nên các kiến trúc sư Thảo Luân Home đã vô cùng tỉ mỉ bố trí các vật dụng và tận dụng ánh sáng giúp thu hút vượng khí cho gia đình. Bên phải phòng khách là khu vực nấu nướng và bàn ăn rộng 31m². Lối thiết kế này vừa tạo sự thuận tiện, cảm giác thoải mái cho nữ gia chủ, vừa đảm bảo các yếu tố phong thủy nhà bếp. Bộ bàn ăn được đặt đối diện bếp nấu, tạo sự thuận tiện trong quá trình sinh hoạt và nấu nướng của gia đình, giúp gia tăng tình cảm hạnh phúc. Tiến sâu vào trong là khu vực sảnh tiểu cảnh để gia đình cùng nhau thư giãn, đọc sách và vui chơi cùng nhau. Không gian còn lại của biệt thự là 3 phòng ngủ với diện tích lần lượt là phòng ngủ master rộng 19m² và 2 phòng cho trẻ em rộng 13m² mỗi phòng. Với mục đích xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng,
gia đình đã đầu tư vô cùng tỉ mỉ trong khâu trao đổi ý tưởng và lựa chọn phương án thiết kế phù hợp nhất do Thảo Luân Hôn đề xuất. Đặc biệt, trong phòng ngủ master còn được thiết kế thêm phòng vệ sinh khép kín rộng 6m² nhằm tăng tính thuận tiện khi nghỉ ngơi. Phòng vệ sinh chung còn lại được bố trí khoa học và đáp ứng công năng sử dụng cho gia đình với đầy đủ trang thiết bị tiện nghi. Nếu quý vị đang tìm kiếm thiết kế biệt thự tinh giản nhưng không kém phần sang trọng, thể hiện tầm đẳng cấp thì mẫu biệt thự vườn mái Nhật của gia đình anh Châu ở Đồng Nai chính là một gợi ý hoàn hảo. Đừng quên liên hệ ngay với số hotline của Thảo Luân Hôn đang được hiển thị trên màn hình để được đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để đón xem nhiều mẫu nhà mới và hiện đại hơn. Còn bây giờ, Thảo Luân Hôn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kế tiếp.